Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay tự mua đặc phụ tấn em xin giới thiệu với các bác một siêu phẩm anh chị nhá. Bức này là của em là rất to, chất liệu và gỗ trắc đỏ đen anh chị nhá. Anh chị biết gỗ trắc đỏ đen rồi ạ, một loại gỗ quý và mua cái khối gỗ rất là đắt anh chị nhá, mua khối gỗ rất là đắt ạ. Đấy, nhưng mà bức này của em rất là to này, để mà kiếm một khối gỗ trắc đỏ đen mà to như thế này thì rất là hiếm đấy ạ, rất là hiếm đấy anh chị nhá. Và đã là dòng gỗ hiếm rồi thì các bác đã từng xem live của bên em, các bác biết và đã từng xem cái những cái clip bên em quay thì các bác biết rồi ạ. Những hàng gỗ quý là bên em đục rất là kỹ đúng không ạ, và rất nhiều chi tiết, và hàng nghệ là nghệ nhân phải đục cơ thì mới gọi là để cho hàng gỗ đẹp thì phải nghệ nhân đục chứ không phải hàng thợ vớ vẩn đục được. Rồi em xin đọc kích thước của tác phẩm này anh chị nhá, chiều cao của tác phẩm này ạ. Cao là 1m16. 1m16 là em tính từ trên này đến cái kỷ này anh chị nhá. 1m16 là đến cả kỷ này. Chiều ngang ạ, ngang em tính từ cái tán ngang này đến đây. Đó, là 72 nhá. 72. Đấy, và anh chị có thể là cái không gian là mình cho nó chuẩn. Và chiều sâu ạ. Chiều sâu là 30. Em cho độ dày của kỷ. Kích thước là tính cả kỷ anh chị nhá, cả kỷ nhá. Kỷ này là cao trong khoảng tầm 14 phân thôi. Đấy. Cũng thấp hơn, kỷ này cũng không cao lắm, khoảng tầm 15 phân. Đấy. Rồi ok, em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị về tác phẩm chi tiết hơn một chút này. Đấy. Trên này là em có đục một tán tùng. Tán tùng là tán tùng Đài Loan anh chị nhá. Đây là một tán tùng Đài Loan. Tán tùng Đài Loan này thì phải có hàng nghệ nhân thì mới đục được tán tùng Đài Loan. Đấy, em sẽ quay sát vào cho anh chị giới thiệu về cái tán tùng Đài Loan này luôn này. Đấy, anh chị nhìn đúng không ạ? Những tán tùng Đài Loan thì người ta thường chẻ và châm như này. Đấy, rất là nhiều chi tiết và rất là khó luôn. Nếu mà thợ, không phải thợ hàng nghệ nhân thì không thể đục được tác phẩm như này đâu ạ. Còn nếu mà hàng thợ bình thường đục thì nó không là có nét đẹp và những cái đường gân của cái cây này đấy ạ. Đấy, nó sẽ khác nhau các anh chị nhá. Bình thường những cái thợ vụng thì người ta chỉ từ cái gân phẳng này thôi, mới cả đục đục nó không được cái tán như này đâu. Đấy, anh chị lưu ý, anh chị phải nếu mà mua đồ gỗ mỹ nghệ anh chị có thể ngắm và so sánh các chi tiết nhỏ này anh chị nhá. Những chi tiết nhỏ này thôi nhưng mà không phải là ai cũng làm được đâu ạ. Những cái đường gân này không phải ai cũng làm được đâu ạ. Đấy, còn đây phẳng như này thì rất dễ, còn đường gân này mới gọi là hàng nghệ nhân này. Đục cái chi tiết nó phải như thế, nó phải giống cái cành thật đúng không ạ. Đấy, những đường châm, những cái tán hoa, tán hoa lá tùng đấy, châm tỉa rất là kỹ từng nét một cơ. Đấy là cái tán tùng Đài Loan này em nhé. Đục theo cái tán tùng lối tùng Đài Loan, không phải đục ở bên Đài Loan đâu ạ. Để các bác lưu ý nhá. Đục theo cái tán tùng lối của Đài Loan, tán của Đài Loan người ta hay đục cái tán tùng như thế này. Rồi ok ạ. Và em xin giới thiệu về tác phẩm chính. Tác phẩm chính thì trên này em có chế tác 3 chú thừa đồng ở trên này. Bức này của em là cửu phúc, em đục 3 chú thừa đồng ở trên và 6 chú thừa đồng ở dưới. Và lấy 3 chú thừa đồng ở trên thì lô đùa ở trên này có 2 chú bé trai và 1 chú bé gái. Đấy, trai gái đầy đủ hết nhá anh chị nhá. Trai gái đầy đủ luôn ạ. Và đang lô đùa ở trên vai cụ đây. Và cụ có vác cành đào. Đấy, đây là cành đào này em này. Đấy, cụ vác cành đào rất là đẹp. Rồi, và hai bên này thì em có chế tác là 3 chú thừa đồng bên này và 3 chú thừa đồng bên này. Được không ạ? Đây, em sẽ quay sát vào 3 chú thừa đồng này anh chị nhá. Những cái đường nét và những cái đường dây chỉ này anh chị ạ. Đấy, cả cái móng chân móng tay này. Cái móng chân móng tay anh chị nhá. Đấy, nhỏ em đều chế tác hết anh chị ơi. Anh chị nhìn từ cái móng chân móng tay này. Đấy, và những cái sợi dây này, anh chị nhìn cái sợi dây này. Như cái sợi dây quấn thật ở ngoài đời luôn đúng không ạ? Đấy. Còn ngoài ra anh chị những cái chú tiểu bé như này nhá, mà bên em hàng nghệ nhân đục thì sẽ căn chỉnh những cái tỷ lệ rất là chuẩn như người thật luôn anh chị nhìn không ạ? Dáng đối cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, ngoài ra thì những cái đường dây led này với cái kéo dây bao tiền ở đây, cái bao tiền nhá chị nhá. Bao tiền này, đấy, những cái dây giải uốn nó rất là mềm mại ạ. Rất là mềm mại, rất là đẹp. Ở ngoài ra đây chữ lộc này. Chữ lộc này anh chị nhá, chữ lộc này không phải là điêu khắc mà chữ lộc là bên em có dán một chữ lộc này vào đây. Chất liệu bằng gỗ, em có gắn vào đây ạ. Và em chế tác sang bên này là 3 chú tiểu đồng ở bên này. Đấy, 3 chú tiểu đồng ở bên này, lô đùa ở bên này, bên cái này là cái bình phú quý này, tiền vàng này. Đấy, đấy 3 chú tiểu đồng bên này nữa là 9 chú tiểu đồng anh chị nhá. Tổng là 9 chú tiểu đồng ạ.
Ở đây em có đục một cái tháp chùa ở xa xa đấy, ở xa xa ngoài xa xăm kia là có không tháp chùa, và đây là viên đá đấy. Đá này thì đá em có gắn ở ngoài, nhưng mà em chọn những cái viên đá này nó ôm vào đây, chị nhìn ạ, như đá thật luôn nhá, như đá thật luôn này đấy. Có đá vào anh chị cho phong thủy ạ, có chùa chiền đá đá vào nó cho nó phong thủy hơn trong gia đình của mình. Đó là tổng thể cả cái tác phẩm này, cụ Di Lặc Cửu Phúc của nhà em, chất liệu bằng gỗ chắc đỏ đen ạ, cực kỳ đẹp, cực kỳ giá trị luôn. Cái hàng gỗ này thì anh chị có phải trưng vào trong nhà để chơi này, khoảng một thời gian sau anh chị mà có muốn bán hay là gì đó tác phẩm này lên thì nó có giá trị nó rất là cao chị nhá. Bây giờ nó đang có giá trị cao rồi, càng sau này nó càng cao hơn ạ. Vì hàng gỗ chắc đỏ đen thì mỗi ngày nó một hiếm đi, càng ngày nó càng hiếm đi thì cái đó thì nó sẽ cái giá thì nó sẽ càng ngày nó càng cao lên, và cái giá trị của nó cũng càng ngày càng cao lên đấy. Và ok, em sẽ quay mặt đằng sau của tác phẩm ạ. Mặt đằng sau của tác phẩm đây anh chị nhá. Đây, mặt đằng sau của tác phẩm đây ạ. Đấy. Đây là mặt đằng sau của tác phẩm đấy, rất là tuyệt vời, rất là đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây là mặt ngang này anh chị này đấy, rất là dày dặn gỗ anh chị nhá, rất là dày dặn gỗ luôn này. Đó, được không ạ? Vâng, tác phẩm này thì em xin giao bán với giá là 25.500.000 đồng, chỉ có 25.500.000 đồng thôi. Anh chị có thể là sở hữu một tác phẩm cụ Di Lặc vác cành đào dưới gốc tùng to khủng như này, chất liệu bằng gỗ chắc đỏ đen quý hiếm như này ạ, với có 25.500.000 đồng thôi ạ. Em khẳng định với mấy chị giá này của bên em bán giá rẻ nhất ở thị trường. Anh chị có thể là đi tham khảo mọi shop khác hoặc một địa chỉ hoặc cửa hàng chỗ các bác gần nhất, các bác có thể tham khảo, hoặc các bác tham khảo trên cái mạng xã hội như chẳng và Google, các bác có thể xếp search những cái hàng này lên xem là bao nhiêu tiền ạ. Với chỗ em thì ở làng nghề Mộc Đông Giao, Cẩm Giàng, Hải Dương thì các bác biết rồi đấy, ở làng nghề thì bao giờ các bác cũng được cái giá tận gốc và cái giá tận chỗ sản xuất luôn ạ. Giá sản xuất thì các bác biết rồi ạ, lúc nào cũng rẻ đúng không ạ, lúc nào cũng rẻ luôn, chỉ có 25.500.000 đồng thôi ạ. Và kích thước của bên em vẫn cao là 1m16 chị nhá, rất là cao 1m16 cơ, ngang là 72 và chiều sâu là 30 đấy. Anh chị nào mà thực sự thích tác phẩm thì anh chị có thể là để lại số điện thoại cho bên em để bên em có thể tư vấn, hoặc anh chị kết bạn Zalo bên em nhá, kết bạn Zalo bên em để bên em gửi hình trực tiếp cho anh chị có thể là ngắm rõ hơn, vì khi quay này có nhiều lúc anh chị không nhìn thấy rõ nét, không nhìn rõ nét lắm, thì em sẽ phải chụp ảnh gửi qua Zalo cho anh chị để anh chị ngắm những tác phẩm ở bên em trong cái độ tinh xảo như thế nào đúng không ạ, và độ đẹp như thế nào đúng không ạ. Đấy, nên anh chị làm thật sự kết tác phẩm thì alo cho em nhá, để số điện thoại cho em sẽ gọi điện tư vấn và em sẽ làm thủ tục để có cách để giao hàng và nhận hàng cho tất cả các anh chị. Anh chị xem like nhớ đăng ký kênh YouTube của Đồ Gỗ Phúc Tấn bên em nhá. Mỗi ngày bên em sẽ đăng lên một tác phẩm và một siêu phẩm để cho anh chị ngắm, và anh chị có thể là sở hữu những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ độc đẹp của bên em, giá tận gốc, giá tận xưởng luôn ạ, giá tận ở làng nghề bên em. Và anh chị nào có thời gian thì có thể là đến làng nghề em chơi anh chị nhá, làng nghề em chơi và thăm những đồ gỗ mỹ nghệ của làng nghề em chế tác ra, đúng không ạ. Và một lần nữa cảm ơn các bác rất là nhiều đã đến xem live, đã đến xem chương trình quay trực tiếp của nhà bên em. Và một lần nữa em cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác vào clip tiếp sau. Em chào các bác.